Ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến những tấm gương thầm lặng mà cao cả tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2022 đã đến tỉnh Nghệ An thăm quê ngoại của Bác Hồ tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Hoạt động nằm trong chuyến hành trình về nguồn do Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho các tập thể và cá nhân đã được tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2022. Với nhiều gương điển hình, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến quê hương Bác. Trước cảnh vật mộc mạc nhưng đầy trang nghiêm của quê Bác, được chiêm ngưỡng các hiện vật còn lưu giữ và qua lời kể, các gương điển hình không khỏi bồi hồi, xúc động. Đoàn cũng đến quê nội của Bác Hồ, thăm ngôi nhà ba gian của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử như hai bộ phản gỗ, chiếc giường, rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, mâm bằng gỗ sơn đen. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Sen, đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đoàn cũng đến núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ và thăm địa chỉ đỏ Trung Bồn.